Có rất nhiều thủ môn xuất sắc tại World Cup 2018, nhưng người để lại ấn tượng lớn nhất là thủ thành Thibaut Courtois. Nhờ sự ổn định và chắc chắn của anh, đội tuyển Bỉ đã có một trong những hàng thủ mạnh nhất giải. Courtois chơi đặc biệt xuất sắc trong trận tứ kết với Brazil và góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà. Trong trận bán kết với Pháp, anh cũng có những pha cứu thua rất ấn tượng. Tổng cộng cả giải, Courtois có 27 pha cứu thua. Cái tên đầu tiên ở vị trí hậu vệ là Raphaël Varane. Đây là một giải đấu rất xuất sắc của trung vệ 25 tuổi. Anh chơi ổn định, có 47 pha lấy bóng trong cả giải, là chốt chặn vững chắc của đội tuyển Pháp, giúp đội bóng áo lam đánh bại các đối thủ lớn như Argentina, Uruguay, Bỉ và Croatia để lên ngôi vô địch. Varane là người mở tỷ số trong trận tứ kết với Uruguay, mở ra cánh cửa vào bán kết cho Pháp. Dù Uruguay dừng bước ở tứ kết, nhưng Diego Godin vẫn là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất World Cup 2018. Sự ổn định của người đội trưởng giúp Uruguay trở thành đội bóng thủng lưới ít nhất giải với 3 bàn thua. Trong đó, họ đã giữ sạch lưới trong 3 trận đấu đầu tiên và tổng cộng trải qua hơn 300 phút giữ trắng lưới. Diego Godin có 29 pha lấy bóng và 24 pha phá bóng thành công tại giải. Numago Vida là cái tên ít nổi tiếng nhất trong đội hình tiêu biểu của chúng tôi. Nhưng hậu vệ này đã có một giải đấu rất ấn tượng. Sự chắc chắn của anh giúp Croatia làm nên lịch sử với việc lần đầu tiên vào chơi chung kết World Cup. Vida có 41 pha lấy bóng và 28 lần phá bóng thành công. Khoảnh khắc đáng nhớ sự nghiệp nhất của Domago Vida là khi anh ghi bàn trong hiệp phụ cho Croatia ở trận tứ kết trước đội tuyển Nga. Vida sau đó cũng là một trong những người đá phạt thành công ở loạt luân lưu đưa Croatia vào bán kết. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, không cái tên nào xứng đáng hơn N'Golo Kanté. Anh là lá phổi ở giữa sân của đội tuyển Pháp. Cao chỉ 1m68 nhưng với nguồn thể lực vô tận và khả năng phán đoán tình huống tốt, N'Golo Kanté có mặt trong mọi điểm nóng ở giữa sân và là người đã phong tỏa rất tốt những ngôi sao như Messi của Argentina, Luis Suarez của Uruguay hay Kevin De Bruyne của đội tuyển Bỉ. Kanté có đến 61 pha lấy bóng trong cả giải. Đáng ngay bên cạnh Kanté là người đồng đội của anh ở đội tuyển Pháp, Paul Pogba. Tiền vệ 25 tuổi chơi không thực sự tốt ở vòng bảng, nhưng từ vòng knockout anh trở thành chốt chặn quan trọng ở hàng tiền vệ. Và đặc biệt, những đường truyền vượt tuyến của Pogba trở thành thứ vũ khí nguy hiểm trong các pha phản công của đội tuyển Pháp. Pogba là người nâng tỷ số lên 3-1 cho Pháp trước Croatia trong trận chung kết. Trong pha bóng, chính anh là người đã phát động đợt tấn công. Ở vị trí tiền vệ tổ chức, Luka Modric xứng đáng là nhạc trưởng hay nhất World Cup 2018 này. Modric là cầu thủ chạy nhiều nhất World Cup 2018 với gần 72 km di chuyển trong cả giải. Modric cũng là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nguy hiểm nhất. Sự ổn định của anh giúp Croatia vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Argentina, Nga, đội tuyển Anh để lần đầu tiên vào chung kết World Cup. Danh hiệu của bóng vàng World Cup 2018 rất xứng đáng với Modric. Một tiền vệ tổ chức khác cũng chơi rất ấn tượng là Kevin De Bruyne. Cả giải, De Bruyne có 2 pha kiến tạo thành bàn, nhưng đó là con số rất ít so với những cơ hội anh trao cho các đồng đội. De Bruyne là cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Bỉ trước Brazil, cú Bỉ lần thứ 2 trong lịch sử vào đến bán kết World Cup. Anh cũng chính là người kiến tạo cơ hội để Hazard ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Bỉ trước Anh ở trong trận tranh hạng 3. Ở vị trí tiền đạo cánh phải, không có cái tên nào xứng đáng hơn Kylian Mbappe. Đây chính là phát hiện lớn nhất ở World Cup năm nay. Mới hơn 19 tuổi, nhưng Mbappe đã chơi rất chững chạc. Tốc độ cao và kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp anh làm khổ mọi hàng thủ. Mbappe là người hùng của đội tuyển Pháp ở trận đấu vòng 1-8 với Argentina khi anh ghi một cú đúp. Ở trận chung kết, Mbappe cũng ghi một bàn thắng và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi bàn ở một trận chung kết World Cup. Mbappe giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải và có lẽ sẽ còn tiến xa hơn nhiều trong tương lai. Ở vị trí hậu công sẽ là đồng đội của Mbappe, Antoine Griezmann. Năm nay Griezmann không bùng nổ như ở Euro 2016, nhưng anh đóng góp thầm lặng vào chiến thắng của đội tuyển Pháp. Griezmann đặc biệt xuất sắc với những quả đá phạt. Anh là người chuyền bóng để Varane mở tỷ số trước Uruguay ở tứ kết. Sau đó, cũng chính anh thực hiện đường truyền để Umtiti ghi bàn thắng duy nhất cho Pháp trong trận bán kết với đội tuyển Bỉ. Tại trận chung kết, từ cú đá phạt của Griezmann, tiền đạo Mandzukic đá phạt lưới nhà mở tỷ số cho Pháp. Sau đó từ một quả phạt góc khác của Griezmann, bóng chạm tay Perisic giúp Pháp có một quả phạt đền và chính số 7 là người thực hiện thành công. Griezmann cũng chính là người chuyền bóng để Pogba nâng tỷ số lên 3-1.
Griezmann là người được bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Ở vị trí tiền đạo trái là Eden Hazard, đội trưởng đội tuyển Bỉ, là cầu thủ có nhiều pha qua người thành công nhất, nhiều pha xâm nhập vòng cấm thành công nhất với tổng cộng 19 lần đi bóng vào vòng 16m50. Hazard đóng góp 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn cho đội tuyển Bỉ, giúp Bỉ lần đầu tiên giành hạng 3 World Cup. Một lần nữa, chúng ta cùng nhìn lại 11 cái tên xuất sắc nhất tại World Cup 2018.